Con đang ăn cái gì đó lấp ly? Ăn ngon không? Thích ăn bánh gạo lắm hả con? Ăn xong rồi ngoan nghe lời Tiêu Anh không có được phá laptop nữa nha. Được không nè? Đi ngủ hả con? Ngủ dậy rồi lại đi kiếm bà ngoại rồi lại đi chơi tiếp nữa hả con? Cứ như vậy mà thời gian thấm thoát trôi qua, Lovely đã ở cùng gia đình Tiun được 2 năm và là một đứa cháu cưng của bà ngoại, là mẹ của Tiun. Ngày nào Lovely cũng đu lên tai của mẹ Tiun, bú núp lỗ tai em ấy mới chịu ngủ. Ở trong rừng em ấy rất thích bú bú của mẹ, nhưng khi vào thế giới của con người thì em ấy vẫn hiểu được chỉ cần được bú lỗ tai thôi là em ấy đã mãn nguyện lắm rồi. Một đứa trẻ ngây thơ như vậy lại bị bạn bắt giết sát hại cha mẹ của bé rồi bán bé để cuộc đời của bé lang thang bất hạnh. May mà nhà Tiun cứu mang được, chứ không thôi giờ đây bé đã chết từ lâu. Phải cực khổ chăm sóc bé kỹ lưỡng, các bạn không biết đâu, một ngày bé phải ăn 3 đến 4 cử như một đứa trẻ. Bé có tình cảm y như là con người, bé biết rõ ở nhà ai là người yêu thương bé nhất, rồi ai là người không thích bé, rồi ai là người mà bé hay ganh tị nhất. Bé có đầy đủ cảm xúc của một con người thật sự. Khi đã tiếp xúc với loài vọt rồi thì bạn thấy chỉ thua chúng ta bởi ngôn ngữ thôi. Ngoài ra về tình cảm, cảm xúc, cách đối xử hơn hẳn chúng ta rất là nhiều. Loài vọt là loài có tình mẫu tử lớn nhất trong tự nhiên, nên khi một con vọt con mất đi cha mẹ của mình, nó sẽ buồn tủi đến chết. Chỉ có tình yêu thương thật sự mới có thể làm cho nó sống được thôi. Nên mẹ Tiun đã dành hết tình cảm cho bé vọc này, nó mới sống được với nhà Tiun được 2 năm. Trong khi đó Tiun bận đi giải cứu động vật, bận dạy bơi người cá. Công việc của Tiun lu bu lắm. Mà nguyên nhân bé vọc Lovely bị bệnh đến nỗi phải ra đi không hẳn chỉ là do cảm thời tiết, mà một phần vì bé nhớ bà ngoại là mẹ của Tiun. Đi nước ngoài một tuần, trong thời gian một tuần đó bé Lovely ở nhà lúc nào cũng kêu ngoại ơi ngoại à, cho ăn thì không ăn. Rồi bé buồn, bé nhớ ngoại. Cộng thêm thời tiết thay đổi thất thường, mà đáng lẽ ở lứa tuổi này á, vọc giống như là trẻ em 2 tuổi là phải được chích ngừa các loại bệnh như ở con người chúng ta vậy đó. Không có bác sĩ nào mà dám nhận cứu chữa cho loài vọc, bởi vì họ sợ liên lụy đến pháp luật. Thì bệnh tật của loài người như thế nào thì vọc nó cũng sẽ bị bệnh như thế ấy. Đáng lẽ phải được tiêm ngừa uốn ván, bạch hầu, lao, phổi, sởi, đủ 7 loại bệnh giống như ở người thường, giống như ở trẻ em, nhưng mà phải với liều lượng nhỏ hơn nữa. Phân chia liều lượng ra tôi nghĩ là phải nhỏ gấp 6-7 lần thì bé vọc mới có thể sống được trong cái môi trường này. Sau 2 năm được chăm mẩm, bú mớm, thương yêu như một con người thật sự, bé vọc Lovely đã có thể nói chuyện. Nhưng chỉ vừa nói chuyện được khoảng 1 tháng thì đã bị
chết. Mà nguyên nhân cái chết này thật sự nó cũng liên quan đến tâm linh. Bởi vì Lovely đã phạm vô cái luật của trời, là loài vật mà có thể nói chuyện được. Vì sống trong điều kiện hoàn toàn như người, nên con vật nó cũng có tình cảm như người, nó cũng hiểu được con người và nó bắt đầu nói chuyện. Các bạn nhìn thấy gương mặt của bé vọt Lovely, thấy nó trong sáng, thánh thiện, biết giường nào đúng không? Rồi bé cá TV cũng vậy, Tina hay là Titi. Còn nhiều con vật khác, tôi nuôi con nào nó cũng rất là đáng yêu, rất là thương Tion. Nhưng do không sống được trong cái môi trường của nó đều phải bệnh và chết sớm. Đó chính là lý do mà tôi nói là chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên và động vật. Chúng ta không thể phá hoại môi trường rồi bắt các loài vật trở thành thú cưng của mình được. Phải lý trí lên. Tôi đã từng nghĩ là sẽ khi mà cứu được Lovely lúc mà nó còn đỏ hỏn, chưa mọc răng, là phải đem cho cái trung tâm bảo tồn động vật hoang dã họ nuôi. Nhưng mà cả nhà thấy bé quá là cưng, không dám đưa sợ người ta chăm sóc không được. Mà ở trung tâm người ta cũng nói cái loài này khó nuôi lắm, nuôi là chết, nên họ rất ngại nhận. Trừ khi chính ba mẹ của loài vọt nuôi nó mới sống được. Là sau khi mỗi lần cho bé vọt ăn uống xong á, là phải ẵm nó lên, rồi đi tới đi lui cho nó tiêu thức ăn. Thì ở trong rừng cũng vậy, vọt mẹ lúc nào cũng bế vọt con trên ngực hoặc trên lưng. Vọt cái hơi ấm từ vọt mẹ nó sẽ truyền sang vọt con, nó giữ cho vọt con lúc nào cũng ổn định về thân nhiệt. Rồi cái hơi ấm đó với sự đi lại trên cây như vậy sẽ giúp cho bọn con dễ dàng tiêu thức ăn hơn. Bởi vậy cái tình cảm mẫu tử của loài vọc nó rất là khăng khít với nhau. Còn nếu mình nuôi nó mà mình không làm được như vậy thì chắc chắn là nó sẽ chết. Điều đó thể hiện qua được bé Lovely là bao tử nó rất là yếu. Nếu mà ăn xong mà nó nằm yên một chỗ là bảo đảm nó sẽ ói ọe ra. Bởi vì cơ thể nó không có thích nghi với cái môi trường sống của con người. Nó phải leo trèo trên những ngọn cây nó mới sống được, và nó phải ăn được những cái loại lá của nó mới tồn tại được. Cái chết của bé Lovely á, là tôi đã biết trước rồi, nên tôi đã dạy cho nó sự thiền định, cách nó buông xả. Và Lovely ngày nào cũng nghe những lời giáo hóa của các vị Phật sống, đặc biệt là bé rất thích nghe những lời dạy của Pháp Sư Tịnh Không và những lời niệm Phật. Tôi cũng thử cho Lovely nghe những lời Chúa dạy, nhưng mà nó nghe những lời Chúa nó không có cảm giác, nó không có chịu ngủ ngon. Còn mỗi lần nghe niệm Phật là nó ngủ ngon lắm. Nên ở nhà quen rồi, hay cho nó nghe niệm Phật, mỗi lần nó quậy là sẽ như vậy. Cảnh các bạn đang thấy là lúc tôi đặt máy camera quay lén mẹ mình đang đau khổ tột cùng vì bé Lovely ra đi. Và mẹ tôi đang ngồi thu xếp lại mấy cái áo quần trong suốt 2 năm nay mà Lovely đã mặc, là những cái quần áo mà chính tay em của tôi và mẹ tôi đã may cho bé. Mà cái chuyến đi xa này á, là nguyên nhân vì tôi, vì các bạn mà mẹ tôi phải xa đứa cháu của mình để ra nước ngoài tìm kiếm những cái mẫu hàng đồ bơi tiên cá, những cái chất liệu vải tốt nhất để về may ra những cái bộ đồ bơi người cá để giúp cho các em nhỏ có cơ hội trở thành người cá, để cùng tôi á thực hiện sứ mệnh kêu gọi bảo vệ thiên nhiên động vật á. Mà mẹ tôi phải xa cái đứa cháu yêu quý này của mình. Nếu mà mẹ tôi không đi á thì chắc là Lovely nó không có buồn, nó không có bị mất sức, rồi nó cứ khóc lóc ngày đêm, để rồi nó bị bệnh cảm rồi nó chết. Nên mẹ tôi buồn lòng rồi tự trách với bản thân rằng vì Tion mà để cho Lovely nó bị mất. Nhưng mà Tion nó thì vì các bạn. Thì cái chuyến đi này giúp cho mẹ tôi thành công trong cái lĩnh vực là may đồ bơi tiên cá giá rẻ giá tốt mà chất lượng cao để phục vụ cho các bạn. Chứ mẹ tôi thấy là tôi lấy đồ bơi người cá của những thương hiệu khác á, rồi rất là khó khăn trong việc vận chuyển, rồi rất là khó khăn vì hàng không có, rồi hàng không đáp ứng được nhu cầu, rồi Tion là người mang tiếng mang tai. Nên đó là lý do mà thương hiệu đồ bơi của tiên cá mà men Tion biết tất cả ra đời. Và cái sự đánh đổi đó là bằng bé Lovely. Bởi vì loài vọc nó là như vậy. Khi nó đã yêu thương mình, nó đã coi mẹ Tion là bà ngoại, là người yêu quý nhất của nó, đêm nào cũng ngủ ôm nó trong lòng,
mà bỗng nhiên một hôm bà ngoại bỏ nó đi cả tuần. Làm sao chịu nổi mà tình cảm của loài vật nó quyến luyến gắn bó hơn là người chúng ta rất là nhiều. Đêm á, nó ngủ với Tiêu Ôn, nó vẫn ôm Tiêu Ôn nhưng mà nó gọi tên bà ngoại. Nó ăn á, nó ăn không nổi, bởi vì nó mệt, nó kiệt sức, nó nhớ bà ngoại nó. Ở nhà không có ai mà yêu thương nó, mà chăm lo cho nó tốt bằng mẹ của Tiêu Ôn. Nên nhiều lần Tiêu Ôn muốn công bố về cái trí thông minh của nó, cái khả năng của nó, cái tính cách của nó cho các bạn biết từ lâu rồi, rất là sớm rồi. Nhưng mẹ Tiêu Ôn vì quá yêu thương nó nên không muốn để cho nó được biết đến, nên muốn cho nó có được một cuộc sống bình yên. Và bây giờ nó ra đi rồi, tôi mới chia sẻ cho các bạn biết đây. Đừng nên làm hại động vật nữa, đặc biệt là loài vật. Đây đây, các bạn đang xem là cái áo da người cá dạ quang mà mẹ tôi may cho Lovely, nó mặc được có 1-2 lần à, trong mấy ngày nó bệnh đó. Rồi bây giờ là chuẩn bị quần áo của em ấy là đốt mang theo hết luôn. Các bạn ơi, hãy sống tích cực hơn. Hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta, của các loài vật. Các bạn đang sống sai lầm nhiều quá. Cái lối sống của các bạn bị chi phối bởi lòng tham, sự ích kỷ, sự thù hận quá nhiều và dục vọng quá lớn. Nó đang làm hại đến mọi người xung quanh, những người thương yêu của các bạn. Tại sao loài vật là anh em của chúng ta mà lại hại nó như vậy? Các bạn tưởng Tiêu Ôn có dư tiền để đi cứu động vật hoài hay sao? Bởi vì Tiêu Ôn không chịu đựng nổi việc làm hại động vật của các bạn, nên Tiêu Ôn không bao giờ để dành được tiền cho bản thân của mình để làm bất cứ việc gì cả, ngoài việc đi cứu thú. Ngay cả cái thương hiệu đồ bơi tiên cá mà men Tiêu Ôn này ra đời làm cũng không có lời. Nhưng cách làm việc của nhà tôi là tất cả đều hướng đến muôn loài, muốn giúp cho các bạn thức tỉnh. Bơi lặn người cá chắc chắn bạn sẽ có nhiều sức khỏe. Sức khỏe đó sẽ giúp bạn phát sinh trí tuệ thiệt là nhiều để làm được nhiều việc bổ ích. Đó là lý do mà cả nhà Tiêu Ôn đang cố gắng làm vì tương lai các bạn, vì tương lai các loài vật. Chắc chắn khi cái thương hiệu đồ bơi người cá này thành công á, không chỉ Tiêu Ôn mà mẹ Tiêu Ôn sẽ đầu tư rất là nhiều tiền vô cái quỹ bảo vệ loài vọc, bởi vì mẹ tôi muốn cứu anh em của bé Lovely đang ở ngoài kia, đang bị con người làm hại ấy. Nên sự hy sinh mất mát lớn của bé Lovely này á, biết là rất là đau lòng, nhưng đó là sự giải thoát cho Lovely và cả gia đình của Tiêu nữa, để mọi người cùng nhau có nhiều thời gian hơn để làm những việc lợi ích cho cộng đồng. Nên Lovely ra đi cũng là đúng lúc. Tiêu thì không có đau buồn gì nhiều, Tiêu chỉ nghĩ cho tương lai của anh em của bé Lovely mà Tiêu thấy đau lòng. Bởi vì việc làm của Tiêu cho đến hôm nay vẫn chưa được ủng hộ bằng hành động, chỉ là lời nói động viên. Còn cái xấu, cái ác thì nó vẫn phát triển rất là mạnh mẽ, không thể kiểm soát. Quá luôn rồi các bạn ơi. Trên mạng bây giờ, trên YouTube đi, đầy rẫy những chuyện xấu xa mà các bạn coi vào, các bạn thấy nó, tưởng nó là hay, tưởng nó là đúng. Các bạn càng coi người ta càng có tiền, người ta càng làm việc xấu. Tôi nể các bạn, nể cái sự vô minh, thiếu trí tuệ của các bạn. Đó là lý do mà tôi muốn giúp các bạn trở thành người cá. Tự nhiên có sức khỏe nhiều, bạn sẽ có trí tuệ nhiều để nhận ra việc gì đúng, việc gì sai. Bây giờ hàng ngày các bạn ăn thịt động vật, rồi cứ coi những cái thứ văn hóa phẩm đồi trụy ở trên mạng, trên báo chí, các bạn càng mê mù thì các bạn càng lún sâu vào những tội lỗi của thế gian này. Nó sẽ dẫn các bạn đến một cái tương lai đầy rẫy chiến tranh, sự tàn khốc, sự tận diệt, rất là đau khổ các bạn ơi. Trong đúng đồ, người bà ngoại thơm dữ lắm.
ngại đâu, có ngại đâu. Đâu có ngại chăm sóc cho con đâu. Hả? Bà buồn bà để đâu á? Đừng ăn thịt động vật nữa, không làm các bạn khỏe mạnh hơn đâu, mà chỉ làm cho tâm các bạn trở nên ác độc hơn mà thôi. Điều đó sẽ khiến cho bạn bị đọa địa ngục là điều chắc chắn. Càng gieo rắc nỗi khổ đau trên thế gian này, chỉ càng làm cho bạn có một cuộc đời bất hạnh thêm mà thôi. Bạn có nhận ra sống chết giữa con người và con vật đều giống như nhau hay không? Chúng ta đều bình đẳng về việc sinh tử, nhưng tại sao các bạn lại làm hại động vật? Động vật nó có môi trường sống của nó, chúng ta cũng có môi trường sống của chúng ta. Vậy mà càng ngày các bạn lại muốn hủy hoại các loài vật, cướp đi sự sống của các loài vật, rồi tàn phá môi trường sống của các loài vật. Khi chết đi, tất nhiên là bạn sẽ bị đọa địa ngục rồi. Sự giàu nghèo trên thế gian này cũng là do sự phân biệt của các bạn. Cũng chỉ vì giàu nghèo mà các bạn ngày càng làm hại động vật nhiều hơn. Đừng sống ích kỷ như vậy nữa. Hãy lý trí hơn. Càng có nhiều sức khỏe thì bạn sẽ vượt qua được những thứ tiêu cực trong tâm của mình. Đó là lý do tôi muốn các bạn trở thành người cá ngay bây giờ và liền, giống như Tiêu. Sau khi thức tỉnh trở thành tiên cá, Tiêu có thể dùng tha tâm thông để thấu hiểu tất cả loài vật. Nhưng thỉnh thoảng Tiêu cũng ghét nhất cái khả năng cảm âm này của mình. Càng hiểu rõ lại càng thấy đau khổ. Hiểu được các loài vật nó khổ như thế nào thì Tiêu lại càng đau khổ nhiều hơn, vì không thể giúp được cho con người thức tỉnh.
con người vẫn làm hại động vật. Và các bạn biết tôi sợ nhất điều gì không? Sợ nhất là đi chợ. Mỗi lần đi chợ, tôi đều nghe thấy tiếng than khóc của các loài vật, của các loài cá, loài tép, loài ếch, những con gà, những con vịt. Nó kêu oang oác, ác ác. Cứu tôi với, xin đừng giết anh chị em của tôi. Các loài vật bị giết, sát hại mỗi ngày trong chợ. Và những người đi chợ mua mạng sống của các loài vật. Thật sự, tôi thấy các bạn khổ. Vì thiếu sức khỏe và trí tuệ nên phải lệ thuộc vào miếng ăn. Phải cần hấp thụ năng lượng từ thịt động vật mới có thể cảm thấy khỏe mạnh. Cho dù ăn thịt con này con kia thì bạn có thể thoát khỏi cái chết của bản thân mình không? Hay chỉ là no một chút rồi cũng sẽ đói? Nhưng cho dù ăn gì thì đã vào trong bụng rồi cũng như nhau cả thôi. Lệ thuộc vào miếng ăn, làm nô lệ cho cái miệng của mình. Thật sự rất là khổ, các bạn không nhận ra được điều đó sao? Vậy thì hãy trở thành người cá để có nhiều sức khỏe đi. Lúc nào bạn cũng mạnh, nên không cần phải ăn thịt động vật đâu. Chắc chắn là như vậy. Vì quá mạnh khỏe nên bạn cũng không còn thấy đói. Vì quá mạnh khỏe nên bạn cũng không còn thấy khát. Vì quá mạnh khỏe nên bạn cũng không còn ham muốn. Có phải là quá tuyệt vời hay không? Tại sao tôi có thể thức tỉnh mà các bạn thì lại không? Đó là điều làm cho tôi đau khổ. Tôi không muốn thấy chứng kiến cảnh động vật bị chết nữa. Tôi không muốn là người cứu động vật nữa. Mà chúng ta và các loài vật, nước sông không phạm nước giếng, thế gian này bình đẳng như nhau, sẽ trở thành cõi trời. Tại sao các bạn lại hủy diệt loài vật này loài vật nọ, để rồi biến trái đất trở thành ngày tận thế cho tất cả muôn loài vậy? Hãy thức tỉnh đi, nhanh lên.
cảnh các bạn đang thấy là chuẩn bị để đưa bé Lovely đi chôn cất. Và gia đình của bạn người cá Luna cũng qua thăm khi được tin là Lovely mất. Thì lúc này tôi đang tổ chức sự kiện câu lạc bộ người cá tuần 16 từ 3 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều. Lúc này được tin ở nhà gọi phone lên thông báo là Lovely sắp ra đi rồi. Mẹ tôi khóc lóc gọi về gấp, bởi vì Lovely đang chờ Tion và em gái của mình là Mỹ Nhân Ngư Simi về gặp mặt lần cuối. Nghe đau lòng lắm các bạn, chịu không nổi, tôi phải tức tốc về nhà. Và vừa về đến nhà, chạm được tay Lovely thì bắt đầu Lovely nó mới trút hơi thở cuối cùng của nó. Hành động này y như một con người. Và làm sao để tôi có thể cảm hóa được những người thường đang làm hại loài vọc đây các bạn ơi. Trước lúc Lovely chuẩn bị mất 3 ngày là tôi đã biết trước rồi. Tôi thấy sức khỏe của Lovely rất xuống. Tôi biết lần này là Lovely sẽ ra đi. Tôi cũng bình thường, bởi vì thành tiên cá là mình sẽ có được khả năng đó. Vì cảm nhận được mạng sống của các loài vật, số phận của các loài vật, biết trước ngày đi, ngày mất. Nhưng tôi vẫn đau lòng khi chạm vào tay Lovely lần cuối. Và tự hỏi làm sao để giúp các bạn thức tỉnh đừng hại động vật nữa, để những cái cảnh thương tâm đau lòng này đừng tiếp diễn nữa. Thành tiên cá sẽ biết hết tất cả, nhưng không thể thoát khỏi nhân quả. Vì sinh ra ở thế gian này phải chịu chi phối bởi những định luật của thế gian này. Để tôi kể cho các bạn nghe trước khi Lovely mất một ngày. Em ấy đã có những biểu hiện chia tay lần cuối với tất cả thành viên trong gia đình của Tion rồi. Đối với ba của Tion thì em ấy ôm ba rất là nhiều, hôn ba rất là nhiều, hôn lên mặt, nút lỗ tai. Mà bình thường em ấy đâu có làm như vậy với ba của Tion. Rồi đối với em trai của Tion, em ấy cũng không có thích ngủ chung với em trai của Tion, nhưng mà cũng lên giường nằm ngủ chung với em trai Tion rất là thân thiết. Rồi đối với Tion, mỗi lần mà Tion cho bé đi cầu là bé hay la ó. Và cái buổi sáng trước khi tổ chức sự kiện thì Lovely không có la ó như mọi hôm nữa, chỉ im lặng làm theo lời của Tion là leo lên cầu tiêu, là ngồi ỉa chứ không có quằn quại khó chịu. Tôi nhớ cái cảnh rất là thương, ỉa xong rồi bước xuống kêu Tion rửa đít cho, ngoan lắm. Còn đối với mẹ Tion thì Lovely cứ nắm tay bịnh rịnh, không có cho mẹ Tion rời khỏi. Còn đối với em gái của Tion thì Lovely không có nhõng nhẽo làm khó dễ nữa. Bởi vì biết được em gái của Tion nó rất là cưng chiều nên Lovely hay nhõng nhẽo lắm các bạn. Nhưng mà trước ngày mất Lovely không còn nhõng nhẽo như vậy nữa, ngoan ngoãn. Trong suốt 2 năm nuôi vọc, từ lúc Lovely là một con vọc rất là nhỏ xíu như một đứa trẻ sơ sinh mà nhà tôi vẫn có thể nuôi lớn được, nhưng mà bé cũng không thể thoát khỏi được cái chết. Bởi vì sống trong môi trường của con người nó thật sự không có phù hợp với loài vọc. Có thể là trong giai đoạn còn nhỏ mình cho bé ăn những cái thức ăn nó phù hợp với bé, còn khi lớn lên thì những cái thức ăn của đó không phù hợp nữa. Và bệnh tật của mình á, lúc nào cũng tác động mạnh đối với bé gấp 10 lần. Mình mà đã bị bệnh chịu không nổi thì làm sao con vật có sinh mạng yếu như vậy nó có thể chịu nổi. Và cái phòng của tôi nở lúc nào cũng là máy lạnh, nhiệt độ lúc nào cũng phải là 20 độ C. Một cái môi trường hoàn toàn lý tưởng, không bệnh tật. Nhưng mà bé vọc Lovely cũng không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Và con người cũng vậy, chúng ta có môi trường sống của chúng ta, các loài vật có môi trường sống của các loài vật. Cho dù chúng ta chăm sóc tốt cỡ nào thì cũng không bằng cái môi trường tự nhiên ban tặng cho tất cả muôn loài trên thế gian này. Vọc chắc chắn là phải ở cùng với thiên nhiên thì các em ấy mới phát triển mạnh được.
còn không còn thiên nhiên là bé em ấy sẽ tuyệt chủng là điều chắc chắn luôn. Các bạn thấy đó, nhà tôi đối xử với loài vật giống như là người thân mà nó cũng không tồn tại được. Thì hỏi làm sao mà có thể xem loài vọc như thú cưng được hả? Bởi vậy những người mà bắn giết chết vọc mẹ rồi bán vọc con như thú cưng nên dừng lại đi. Và chắc là nhà nước Việt Nam phải đưa ra luật nếu ai giết hại vọc sẽ bị tử hình như buôn bán thuốc phiện, thì tương lai loài vọc mới có thể được cứu mà thôi. Bây giờ nhà tôi chở bé vọc lớp ly ra Long Thành để chôn cất, thì thấy là đường xá rất là kẹt xe, đông đúc. Rồi chở bé vọc đi và cũng lo lắng về cái tình hình mà tội phạm bắt cóc trẻ em á, bán sang Trung Quốc đang rất là gay gắt trong thời điểm này, và công an thường xuyên xét xe. Nên ở nhà sợ công an xé cái bao băng keo đựng bé vọc ra để khám xét làm cho bé đau đớn, nên quyết định quay trở về nhà để đến sáng mai rồi chôn cất, như vậy sẽ an toàn hơn, bởi vì buổi tối rất nguy hiểm. Nằm trên giường dưới tia un nha con, bây giờ đi đêm không có được, sợ công an hiểu lầm rồi họ lấy con ra, họ lôi con cho con đau đớn. Con ở đây nha, hồi tôi lên ngủ với con, ngủ với tôi đêm nay nha con. Rồi sáng mai á, rồi đưa con đi. Dạo này bắt cóc trẻ em nhiều quá, người ta ác quá, người ta hại, hại lẫn nhau luôn rồi, chứ không còn hại động vật nữa. Sợ con bị liên lụy. Nằm đây nha lớp ly. Sinh ra trên cõi đời này, dù mang thân loài vật gì cũng chỉ hơn thua nhau bởi sức khỏe và trí tuệ. Vậy tại sao bạn là loài vật có trí tuệ và sức khỏe nhiều nhất lại muốn làm hại các loài vật khác? Sáng hôm sau đi Long Thành để làm mai táng cho lớp ly. Thì cái nhà này tôi cũng đã chôn cất rất nhiều bé vọc rồi, nên tới lớp ly định tính là hỏa thiêu. Bởi vì chôn cất thì sợ cho bé vọc bị con này con kia ăn. Chuẩn bị sẵn sàng để hỏa thiêu bé ở đây luôn rồi các bạn. Nhưng mà ở nhà thì thấy nếu mà hỏa thiêu như vậy, đốt bé lên rất là nóng, rất là đau, mà trong vòng 49 ngày á, thì thần thức của bé sẽ vẫn còn bên cạnh gia đình, cái xác ở đây, nhưng mà cái hồn bé thì vẫn còn bên cạnh người thân. Mặc dù bé đã được ông địa rước lên cõi trời để thành tiên, nhưng mà bé vẫn còn muốn ở đây sống chung với gia đình. Và bây giờ tôi biết bé đã có rất nhiều thần thông của một vị tiên, cũng muốn thử nghiệm điều này cho gia đình của mình thấy rằng sự quyết định của bé sẽ ảnh hưởng đến thời tiết là như thế nào. Khi mẹ tôi nói đốt lửa lên để hỏa táng thì trời bắt đầu mưa lấm râm, làm cho đốt lửa lên không có được, nên bắt buộc nhà tôi phải chuyển sang ý định là chôn cất, là làm một cái hố nữa để chôn lớp ly xuống đó. Các bạn thấy điều này có vi diệu không? Thật sự, các loài vật mà ăn chay được yêu thương như con người từ nhỏ thì khi chết đi chúng dễ dàng lên các cõi trời, còn hơn cả chúng ta nữa. Bởi vì khi mà con người sống mà tạo quá nhiều nghiệp chướng, làm nhiều việc xấu thì chắc chắn bị đọa địa ngục, chứ làm sao lên được cõi trời, cõi Phật, cõi Chúa. Chúng hoài sợ bị chó nó cào lên. Bây giờ nhà quyết định chôn cất lớp ly là trời bỗng dưng nắng lên lại.
thì ba tôi mới lấy cuốc ra đào cái hố để chuẩn bị chôn Lovely. Các bạn thấy đó, Lovely bây giờ có khả năng là điều khiển cả thời tiết. Con muốn được chôn nên con làm cho trời đắng lên hả con? Nên bây giờ cả gia đình tôi đào mộ chôn Lovely. Rồi có thêm chú hàng xóm qua phụ nữa. Nếu không có chú phụ á, thì sẽ không thể nào mà làm một cái mộ tươm tất cho bé được. Bởi vì chú có kinh nghiệm về đào mộ lắm. Và sau khi đào xong mộ cho Lovely thì trời bắt đầu chuyển mưa để thông báo rằng Lovely đã hài lòng và muốn lấp đất lại. Nên mưa sẽ làm cho đất bằng phẳng. Các bạn biết không, vừa lấp xong mộ cho bé là mưa bắt đầu tầm tã luôn. Và hôm nào cũng mưa suốt 3-4 ngày liền. Theo dự báo thời tiết thì có bão luôn. Nhưng tôi biết mưa là nỗi buồn của bé Vọng Lovely khi xa gia đình. Mặc dù đã thành tiên nhưng vẫn còn quyến luyến. Đây là chuyện bé Vọc sống trong tình yêu thương, chết đi được thành tiên. Còn bạn nghĩ xem, những bé Vọc khác đang bị con người giết hại, chết đi mang theo hận thù thì thành gì đây? Bởi vậy các bạn không hiểu được quy luật của vũ trụ, không sợ nhân quả, cứ làm hại lẫn nhau, làm hại động vật thì thiên tai sẽ xảy ra càng nhiều. Tiêu đã thấy quá rõ sự thống khổ của thế gian này rồi. Nhưng các bạn thì vẫn như người say rượu, nửa tỉnh nửa mê, làm đường lạc lối, đến khi nào mới chịu thức tỉnh đây? Và chỉ có một cách duy nhất là trở thành người cá thì mới hiểu rõ được hết 3/3 của thế giới này. Lấy miếng tôn kìa, để cho nó đừng có tắt nha.
Đến những cây kê á. Trường đến nhà đi, trường ơi. Mới đây đã tròn 49 ngày mất của bé Vọc Lovely. Là ngày cuối cùng Tôn chia tay với thần thức của bé, để cho bé chính thức tái sanh về cõi trời thứ 12, nơi mà thọ mạng sẽ được tăng gấp 12.000 lần tuổi thọ của con người. Và ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Tiun 1 tháng 9, đánh dấu một năm sau khi thức tỉnh trở thành tiên cá. Và ngày này cũng chính là ngày sinh nhật của câu lạc bộ người cá. Ai là đệ tử của Tiun đều có chung ngày sinh nhật này. Đặc biệt hơn nữa, cũng chính ngày hôm nay Tiun sẽ cứu mạng một bé vọc mới, cũng là chà vá chân xám, giống như Lovely. Mặc dù biết lần này cứu chỉ uổng công vô ích, nhưng Tôn sẵn sàng bỏ tiền ra để cho người bán vọc hiểu rằng Tôn không cần tiền, chỉ cần loài vọc được bình yên. Cớ sao người lại vì tiền mà làm hại sinh mạng loài vật? Xin đừng làm hại loài vật nữa, quá đủ rồi. Hãy dừng lại đi.